nhiên rất là buồn. Buồn gì á, một số anh chị em á, một số buồn gì một số anh chị em chỉ trích Thủy Tiên nha. Các anh chị có làm được như Thủy Tiên không? Buông ra cái là nói là Thủy Tiên thế này, vợ chồng Thủy Tiên thế nọ, đi đi làm gì, đi đi làm từ thiện, rồi trong 10 ngày có làm từ thiện hết 150 tỷ không? Anh chị có 10 ngày mà anh chị bắt người ta làm thế này thế nọ hay sao? Đúng không? Rồi là nói là Thủy Tiên làm như vậy thì bọn để bọn phản động nó lợi dụng để chỉ trích chính quyền nhà nước ta. Anh chị, anh chị à, không có ai mà đi làm mà như Thủy Tiên gì, không bao giờ, không bao giờ ai mà đi mà làm đó. Khi mà chấp nhận giúp cho bà con người dân miền Trung á, thì không có ai á mà như Thủy Tiên là chỉ trích để mà làm chỉ trích nhà nước mình đâu. Không đâu anh chị. Khi bà con á, người miền Trung á bị lũ lụt, đồng bào miền Trung, tất cả những người dân bất cứ dù miền Tây ở trong nước của mình mà có những cái tình trạng là lũ lụt miền Trung, miền Tây, thì hồi xưa năm nhớ là năm 2000, năm 95, 93, 94, năm 2000 ở miền Tây mình cũng lũ lụt. Mà khi Thủy Tiên á đi làm từ thiện đó, thì anh chị đi, một người dân như Thủy Tiên thì bà con người dân tin tưởng Thủy Tiên mới trao tiền đó, mới trao tiền đó để cho Thủy Tiên đem đến miền Trung để tặng tay cho bà con. Còn nhà nước mình, nhà nước mình cũng hỗ trợ, cũng giúp cho người dân. Khi mà nhà nước mình làm á thì phải có sổ sách giấy tờ giúp cho bà con nào bị lũ lụt, bị thiệt hại nặng thì phải có sổ sách giấy tờ. Những người bà con người dân á, tin tưởng Thủy Tiên, giao tiền Thủy Tiên để Thủy Tiên đang làm liền cho giúp đỡ cho bà con miền Trung. Thì cái đó anh chị đừng có nói là làm như vậy Thủy Tiên làm vậy rồi hả, là không khác nào tiếp tay cho bọn phản động chỉ trích. Anh chị bớt đi, mình làm không được như Thủy Tiên thì mình đừng nói. Tôi nói thật với anh chị á, cái nào mình không giúp được thì mình đừng nói. Còn cái gì á, mình nó là một con người ha, tôi gọi là một số người mà chỉ trích Thủy Tiên á, các anh chị não ngắn. Nói thật lòng các anh chị não ngắn làm tôi rất là bức xúc. Nói thật lòng anh chị nè, Thủy Tiên nó làm gì, nó có được gì không? Hiện nay bây giờ nó làm, Thủy Tiên nó làm gì? Hiện nay bây giờ sao? Nó bị hủy mấy cái hợp đồng của nó, quảng cáo của nó. Ai là mà chịu trách nhiệm cho nó đây? Tại vì sao? Nó muốn tốt cho bản thân nó, nhưng mà thấy bà con đồng bào miền Trung vậy, nó ra tay để nó kêu gọi vận động tiền, nó là ca sĩ, cho nên nó mới vận được, độn được số tiền nhiều như vậy, cho nên nó đem giúp cho bà con miền Trung, giúp cho đồng bào, cho bà con miền Trung. Thì một số anh chị á, não ngắn, trời sơ hở Thủy Tiên rồi nói câu này câu nọ, anh chị vô cắt, anh chị vô viết bài. Mình sống cái gì như vậy á, mình phải khoan dung, mình phải khoan dung, mình phải có tấm lòng tha thứ. Còn đằng này á, mình làm không được như người ta mà còn chỉ trích người ta, sao anh chị hèn quá à. Thật lòng á, một số người á, tôi gọi là một số người mang danh yêu nước nha, một số người mang danh yêu nước biết chỉ trích người ta thôi, chứ không làm được như người ta. Cũng như ngày xưa như tôi lên chống phản động thì một số anh chị nói tại sao tôi chửi tục quá, mà trong khi từ thời đại điểm đó thì không ai lên chửi phản động hết. Tới tôi lên thì nói tôi chửi tục quá. Anh chị hung ra rồi, anh chị liếm lại, anh chị vô nghe, anh cho anh Hùng Trần chửi tục, anh chị vô nghe, anh chị cười, anh chị khoái, đúng không? Đúng chưa? Quay lại Thủy Tiên thì Thủy Tiên sao? Nó làm được điều đó. Không có Thủy Tiên thì cũng có một số người dân khác, người ta cũng kêu gọi, người ta cũng vận động tiền được, người ta cũng ra, người ta cũng giúp đỡ cho bà con miền Trung. Chứ anh chị đừng nói là ơi Thủy Tiên hả, mà làm như vậy rồi hả, là tiếp tay cho bọn phản động đã kích chính quyền. Anh chị đừng nói như vậy. Thật lòng á,
anh chị đừng có mang danh, mà một số anh chị mà mang danh nói là tôi lên đây yêu nước này kia kia nọ. Yêu nước mình phải có tấm lòng bao dung, rộng mở, cùng chung tay với đảng nhà nước mình, để cùng chung tay với đảng nhà nước mình để làm chi? Để giúp ích cho xã hội. Khi mà nhà nước mình, khi nhà nước làm cho nhân dân rồi, mình là người dân, mình cũng phải chung tay góp sức, mà chung sức chung lòng để mà phụ giúp với đảng nhà nước mình. Chứ đừng cái gì mà thấy Thủy Tiên làm được những cái điều đó rồi anh chị chỉ trích, viết bài. Tôi nói thật lòng, anh chị nào nha cùng quan điểm với tôi là bạn bè với tôi. Còn anh chị nào mà chỉ trích Thủy Tiên như vừa qua tôi đọc những cái còm đó nha, làm ơn biến ra khỏi trang bạn bè của tôi đi. Mang danh tiếng, một số người mang danh tiếng yêu nước mà biết lên chỉ trích Thủy Tiên nha. Mà anh chị có làm được như người ta không? Làm không được thì câm cái mồm lại nha. Đừng bao giờ chờ sơ hở những cái câu từ của người ta không phải anh chị lấy ra, anh chị chỉ trích, nói xấu người ta đủ cách đủ kiểu. Cái loại đó hèn, hèn lắm, hèn lắm anh chị. Nè, Thủy Tiên á, nó muốn tốt cho nó, đúng không? Nó bị hủy bao nhiêu cái hợp đồng quảng cáo của nó bị thiệt hại. Anh chị có nghĩ cho nó không? Nó làm cho ai? Nó làm cho người dân, nó làm cho bà con mình. Nó cùng có tấm lòng từ thiện mà quay ngang á, anh chị nói như vậy, bị chỉ trích nó như vậy, nó bị hủy hợp đồng, nó thiệt hại cho bản thân nó. Mà nó được cái gì? Nó đi làm từ thiện nó được cái gì anh chị? Anh chị nghĩ người ta nó đi làm từ thiện rồi nó ăn chặn được ba cái tiền đó hả? Hả? Tôi vừa đọc bài của Thủy Tiên, tôi được vừa đọc cái bài viết của Thủy Tiên, cho nên tôi sao? Tôi đồng cảm. Tôi vừa đọc bài của Thủy Tiên, tôi đồng cảm. Nó có cái tâm chí quê hương với đất nước. Tại sao mình là người dân, mình nói mình yêu quê hương, mình yêu tổ quốc, mình yêu đảng nhà nước của mình, mà tại sao những người mà có tấm lòng từ thiện đó mà mình không đi ủng hộ Thủy Tiên, mà mình đi chỉ trích Thủy Tiên? Các anh chị, tôi thấy những người mà viết bài mà chỉ trích Thủy Tiên đó, tôi thấy những người hèn, toàn là những người hèn. Tôi nói thẳng, những người hèn đi câu view, câu like nha. Những thằng mà câu view, câu like mà chỉ trích Thủy Tiên á, những thằng hèn, những thằng hèn. Ủa, muốn nổi tiếng hả? Muốn nổi tiếng câu view, câu like hả? Muốn nổi tiếng câu view, câu like hả? Câu view, câu like kiểu đó hèn lắm. Làm ăn chân chính đi. Xin chào là anh chị, chào anh Chu Phan. Chỉ trích còn tốt, họ còn chụp mũ vu khống, kết đủ đường. Bọn nó chụp mũ lợi dụng từ thiện để bêu xấu chính quyền. Đó, đúng rồi cưng. Chụp mũ Thủy Tiên á, là đi làm từ thiện đó. Mà tiền từ thiện ở đây á, là Thủy Tiên là người dân nha. Thủy Tiên là người dân. Những người mà chụp mũ Thủy Tiên á, tôi gọi là sao? Chia cách người dân và chính quyền đấy. Anh chị biết không? Một số người, tôi gọi là một số người mà nói là tôi là người yêu nước, tôi là người lên chống luận điệu xuyên tạc, đúng không? Mà đang chỉ trích Thủy Tiên, là các người, là một số người yêu nước mà đang chỉ trích Thủy Tiên á, tôi gọi các người là đang chia cách người dân và chính quyền. Các người có hiểu không? Các người đang chia cách người dân và chính quyền, đang chia cách Thủy Tiên và chính quyền đấy. Lập nhóm bôi nhọ, tạo làn sóng để kêu gọi các nhãn hàng không ký hợp đồng với Thủy Tiên đó. Chị có đọc hồi nãy đó, chị có đọc Thủy Tiên nó bị quỷ, nó bị quỷ ký hợp đồng là những cái quảng cáo của nó. Ai là người chịu thiệt thòi? Có phải Thủy Tiên không? Cái bọn á, nhưng gọi cái bọn nào mà gọi là tao yêu nước nha, nhưng gọi là cái bọn nào nói tao yêu nước,
nước tao lên chống luận điệu xuyên tạc mà chỉ trích Thủy Tiên, là tao gọi cái bọn đó đó là gì không? Đang chia cắt Thủy Tiên và chính quyền, còn gọi là chia cắt người dân và chính quyền, đang đả kích Thủy Tiên và chính quyền đấy. Cái bọn mà gọi mà đang viết bài chỉ trích Thủy Tiên á, đúng không? Y chang cái bọn phản động, y chang cái bọn phản động đang đả kích Thủy Tiên và đảng nhà nước nha. Tôi nói cho tụi bay biết, tụi bay yêu nước như cái kiểu tụi bay á nha, yêu nước như kiểu tụi bay á, yêu nước ngu, biết chưa?